bạn đang tìm kiếm cổng thanh toán trực tuyến trong website thương mại điện tử. Cổng thanh toán VNPay cung cấp tiện ích thanh toán vượt trội với 3 phương thức thanh toán: thanh toán bằng thẻ ATM hoặc tài khoản ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế, thanh toán bằng VNPay QR. Để thanh toán qua thẻ ATM hoặc tài khoản ngân hàng, khách hàng lựa chọn sản phẩm, chọn ngân hàng thanh toán, nhập thông tin thẻ hoặc tài khoản Internet Banking. Giao dịch thanh toán hoàn tất chỉ sau vài giây. Để thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế, sau khi chọn sản phẩm, khách hàng chọn thẻ Visa, Master hoặc JCB. Nhập thông tin thẻ để hoàn tất thanh toán. Việc thanh toán trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết với giải pháp thanh toán bằng VNPay QR. Thanh toán bằng VNPay QR có thể thực hiện với các mã QR được tạo online theo đơn hàng hoặc in sẵn cho từng sản phẩm. Để thanh toán cho VNPay QR được tạo online, khách hàng chọn sản phẩm, VNPay QR sẽ được hệ thống tạo ra tương ứng với từng đơn hàng. Tiếp theo, chỉ cần đăng nhập ứng dụng Mobile Banking, chọn chức năng QR Pay và thực hiện quét VNPay QR để thanh toán. Bên cạnh thanh toán cho VNPay QR được tạo online, khách hàng cũng có thể thực hiện thanh toán cho các VNPay QR được in sẵn cho từng sản phẩm. Với phương thức này, VNPay QR được tạo sẵn trên bao bì, catalog, ấn phẩm quảng cáo, cửa hàng, fanpage hoặc bất cứ kênh quảng cáo nào của bạn. Khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng Mobile Banking, chọn QR Pay và thực hiện quét VNPay QR. Việc thanh toán diễn ra nhanh chóng trong tích tắc. Cùng với phương thức thanh toán đa dạng, cổng thanh toán VNPay mang đến cho bạn công cụ quản lý kinh doanh hiệu quả, hệ thống theo dõi bán hàng và tình trạng xử lý các đơn hàng trực tuyến, các công cụ báo cáo, thống kê bán hàng. Kết nối VNPay ngay hôm nay, ngay lập tức cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán mọi lúc, mọi nơi. Cổng thanh toán VNPay cho cuộc sống đơn giản hơn.